Tử vi tháng 8 cung ma kết có sự thay đổi trong công việc. FNL xin gửi tới các bạn tử vi tháng 8 năm 2024. Đừng quên bấm đăng ký kênh FNL Vận mệnh và Nhân sinh để cập nhật video mới nhất. Tổng quan Đối với Market, tháng này có một số khoảng thời gian thuận lợi nhưng cũng có lúc cần phải cẩn thận. Chăm sóc sức khỏe thật tốt vì cung hoàng đạo của bạn sẽ ở cung thứ hai và ở trạng thái nghịch hành. Trong tình huống này, sao kim ở cung thứ 8 có thể gây hại cho sức khỏe của bạn nên cần chú ý. Thời gian này rất thuận lợi cho học sinh, giúp họ phân tích khả năng và hiệu quả công việc của mình. Market không nên ngần ngại làm việc chăm chỉ và tiếp tục nỗ lực để thành công. Về mối quan hệ yêu đương, tháng này sẽ ở mức trung bình bạn sẽ hiểu nhau nhưng đôi khi tức giận có thể gây hại cho mối quan hệ hãy nói chuyện cẩn thận và giữ những lời yêu thương để mối quan hệ ổn định đối với các cặp vợ chồng tháng này cũng ở mức trung bình nửa đầu tháng cần cẩn thận vì mặt trời sẽ ở cung thứ bảy tránh xung đột về cái tôi nửa cuối tháng sẽ thuận lợi hơn về công việc sẽ có thăng trầm nhưng sẽ cải thiện vào tuần cuối cùng của tháng nửa cuối tháng có thể có sự thay đổi trong công việc trong kinh doanh bạn có thể hưởng lợi từ khu vực chính phủ và sự liên kết với khu vực này có thể mang lại thành công tránh bướng bỉnh trong quan điểm để có cơ hội hạnh phúc bình yên trong cuộc sống gia đình bạn có khả năng thành công về tài chính nhưng cũng có thể phát sinh chi phí tuy nhiên thu nhập tốt sẽ giúp bạn tránh xa lo lắng và công việc sẽ được thực hiện suôn sẻ Tình yêu hôn nhân quan hệ cá nhân tháng này sẽ thuận lợi cho ma kết trong các mối quan hệ yêu đương. Sao Mộc sẽ ở cung thứ năm, giúp mối quan hệ phát triển, đồng thời giúp ma kết hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình, tôn trọng và yêu thương lẫn nhau, trở thành người yêu lý tưởng. Tuy nhiên, sao hỏa có thể khiến bạn vội vàng và mạnh mẽ trong các cuộc nói chuyện, dẫn đến thờ ơ hoặc tức giận từ những người thân yêu. Hãy dành thời gian chăm sóc mối quan hệ một cách yêu thương để luôn hạnh phúc. Ngày 26 tháng 8, sao Hỏa di chuyển đến cung thứ 6 và sao Mộc vẫn ở cung thứ 5, giúp mối quan hệ trở nên chín chắn hơn. Về cuộc sống hôn nhân, nửa đầu tháng mặt trời sẽ ở cung thứ 7, có thể dẫn đến xung đột về cái tôi giữa hai người. Hãy thể hiện sự khôn ngoan để cứu vãn mối quan hệ. Ngày 16 tháng 8 Mặt trời di chuyển đến cung thứ 8 và bị ảnh hưởng bởi sao Thổ nghịch hành, gây ra căng thẳng giữa bạn và gia đình. Từ ngày 22 tháng 8, sao Thủy nghịch hành đi vào cung thứ 7, dẫn đến tình yêu nảy sinh nhưng cần cẩn thận trong giao tiếp. Hãy hiểu và cho vợ chồng bạn thời gian thích hợp. Gia đình và bạn bè. Cuộc sống gia đình tháng này sẽ ổn định và tốt đẹp. Sao Thổ, chủ nhân cung thứ 2 sẽ nghịch hành trong cung thứ hai suốt tháng, tạo ra mối quan hệ mật thiết giữa các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, tránh giao tiếp gay gắt vì nó có thể làm hỏng không khí gia đình. Đầu tháng, sao hỏa và sao mộc ở cung thứ năm mang lại sức khỏe tốt cho cả gia đình và giúp hoàn thành các công việc khác nhau. Bạn không cần lo lắng về con cái và sẽ hài lòng với tiến bộ của chúng. Ngày 26 tháng 8, Sao hỏa di chuyển đến cung thứ 6 trong tử vi song tử có thể gây rắc rối liên quan đến tài sản. Hãy giải quyết mọi vấn đề một cách hòa bình và kiên nhẫn. Đôi khi, thái độ của anh chị em có thể nóng nảy, nhưng tình yêu chung dành cho nhau sẽ tăng lên. Sức khỏe Tháng này sức khỏe ở mức vừa phải đối với market. Sao thổ nghịch hành ở cung thứ hai sẽ không gây rắc rối lớn về sức khỏe. Tuy nhiên, sao hỏa và sao mộc có thể dẫn đến các vấn đề về dạ dày, đầy hơi và chất béo. Tầm nhìn của sao hỏa sẽ ảnh hưởng đến sao thổ nghịch hành ở cung thứ 8, nơi có sao kim và sao thủy. Ngày 16 tháng 8, mặt trời đến cung thứ 8 có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Hãy chăm sóc sức khỏe cẩn thận. Rahu ở cung thứ ba có thể khiến bạn bất cẩn về sức khỏe và bỏ qua các vấn đề nhỏ. Hãy tránh làm điều này để không gặp rắc rối lớn hơn. Sự nghiệp Tháng này, sự nghiệp của Market sẽ có nhiều thăng trầm. Đầu tháng, sao kim, chủ cung thứ 10, sẽ ở cung thứ 8 cùng với sao thủy. Trong hoàn cảnh này, công việc của bạn có thể gặp khó khăn. Hãy cẩn thận từng bước vì một số đối thủ có thể đang chờ bạn mắc sai lầm. Họ có thể thổi phồng và báo cáo các sai lầm đó cho cấp trên, gây rắc rối cho bạn. Vì vậy, nửa đầu tháng hãy làm việc trong hòa bình và chờ đợi điều kiện cải thiện. Ngày 25 tháng 8, sao Kim sẽ di chuyển vào cung thứ 9, mang lại điều kiện công việc tốt hơn và có thể có sự thay đổi trong công việc. Nếu có thể, việc chuyển nhượng công việc cũng có thể diễn ra vào nửa cuối tháng, điều này sẽ mang lại lợi ích cho bạn. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ và bạn sẽ đạt được thành công. Từ ngày 22 tháng 8 sao thủy nghịch hành sẽ ở cung thứ bảy giúp nâng cao hiệu quả công việc bạn sẽ kiểm tra kỹ lưỡng và giảm thiểu sai sót nhận được sự chúc phúc từ cấp trên đối với những người kinh doanh nửa đầu tháng sẽ rất hiệu quả mặt trời ở cung thứ bảy sẽ mang lại lợi ích từ khu vực chính phủ nửa cuối tháng mặt trời sẽ vào cung thứ tám nên cẩn thận và tránh làm việc không hợp pháp tài chính tình hình tài chính của Market sẽ được cải thiện trong tháng này. Đầu tháng, sao mộc và sao hỏa ở cung thứ 5 sẽ chiếu về cung thứ 11, giúp tăng thu nhập và cải thiện tình hình tài chính tổng thể. Thu nhập tăng hàng ngày sẽ khiến bạn hạnh phúc. Tuy nhiên, sao kim và sao thủy ở cung thứ 8 có thể dẫn đến chi tiêu không cần thiết. Sao thổ nghịch hành ở cung thứ 2 sẽ giúp bạn suy nghĩ về các kế hoạch đầu tư và tăng cường tài sản. Nhờ sự phù hộ của sao Mộc và sao Hỏa, tình hình tài chính của bạn sẽ ổn định và bạn sẽ quản lý tiền bạc hiệu quả. Từ ngày 16 tháng 8, mặt trời và sao Thổ đối diện nhau, mang đến nhiều thách thức. Tuy nhiên, với các bước đi cẩn thận, bạn sẽ vượt qua dễ dàng. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh FNL vận mệnh và nhân sinh để cập nhật những video mới nhất.